Chào tất cả các bạn. Theo như đã hứa thì tôi thấy có rất nhiều người quan tâm đến cái mẫu nhà cấp 4 này. Thì hôm nay tôi cũng sẽ giới thiệu chi tiết hơn về ngôi nhà này và bên trong nó ngôi nhà nó như thế nào. Đây là phía ngoài của ngôi nhà. Ngôi nhà này có giá là 400 triệu nha các bạn nhé. Và đây mặt tiền của ngôi nhà, nhìn từ đường vào. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong, mời các bạn theo tôi nha. Và đầu tiên đây là phòng khách. Phòng khách này có chiều rộng là 4m2 và chiều sâu 5m4, thì nó cũng không được rộng lắm, nhưng mà không gian sinh hoạt như vậy là cũng thoải mái. Thì tivi tôi sẽ không bố trí ở bên dưới chỗ bờ tường chỗ bàn thờ, mà tôi sẽ bố trí tivi và làm một cái bảng điểm nhấn ở chỗ phòng khách này để tôi cho tivi bên này, cho không gian nó sẽ rộng rãi ra. Các bạn nhìn không gian như vậy là rất là thoải mái. Với cái giá 400 triệu thì cũng rất phù hợp cho với những người có thu nhập thấp. Và tôi sẽ vào phòng ngủ đầu tiên, mời các bạn ngắm phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này có chiều rộng là 3m8, một chiều 3m8 và một chiều sâu là 4m, cũng rất là thoải mái. Cái phòng này chúng ta kê được cái giường 1m8 nhé. Phòng này là chưa có ai ngủ cả, cho nên là giường cũng chưa kê để đồ cho trẻ con học. Kê cái giường 1m8 rất là thoải mái, rộng rãi. Tạm thời chưa dùng đến là cứ để bàn học vậy. Rồi, phòng tiếp theo nữa. Đây, phòng ngủ thứ hai. Và có diện tích giống như phòng vừa rồi. Rất thoải mái nhá. Đây, phòng này cũng đặt cái giường 1m8. Bởi vì diện tích cái phòng vừa rồi và phòng này là như nhau. Một chiều 4m và một chiều 3m8. Như vậy đã là rất thoải mái để chúng ta sinh hoạt rồi. Đây là nhóc con nhà tôi đây. Và phòng đối diện đây cũng là một phòng ngủ. Và phòng này hơi hẹp, chỉ kê được giường 1m5, 1m6. Và cái diện tích của phòng này có cái diện tích là 1 chiều
33, tức là 33 là 9m2. Và trong cái phòng này thì bên đằng sau phòng này là một phòng nhà tắm, thì tôi có tận dụng để làm cái gác xếp ở trên này để đựng đồ, đựng được rất nhiều đồ các bạn ạ. Chúng ta nên tận dụng một cái phòng như này và ở bên trên thì chúng ta để làm gác xếp. Và các bạn theo tôi, đây là không gian của phòng bếp. Đây, xuống đây là không gian phòng bếp luôn nha các bạn nhé. Phòng bếp cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Diện tích của phòng bếp này thì cũng 1 chiều 4 mét và một tính 1 chiều cả hành lang nữa, nó rơi vào tầm 5 mét, rất là thoải mái, rộng rãi. Đây, chỗ để tủ lạnh, chúng ta có thể đặt một cái bàn ăn, và tôi dùng một cái đã làm một cái cửa kéo này để ngăn tách riêng bếp ra, thì khi chúng ta nấu ăn nó sẽ không có hơi để bay lên trên. Và bên trên bếp chúng ta nên lắp một quạt hút như thế này, các bạn nên lắp quạt hút đi nhé, bởi vì cái quạt hút mùi kia thì vừa đắt tiền mà nó cũng không hiệu quả bằng cái này đâu. Rất thoải mái và rộng rãi. Còn bên cạnh bếp đây là phòng tắm nhé các bạn nhé. Phòng tắm chung với vệ sinh. Đây là bể rửa mặt. Phòng tắm này diện tích cũng khá là rộng nhé. Phòng tắm với phòng vệ sinh chung. Đây, tôi cũng lắp một cái quạt hút. Tích của phòng tắm đây là 1 chiều 3 mét và 1 chiều 1,5 mét nhé, rất là thoải mái luôn. Lắp quạt hút rồi thì tôi vẫn cứ để một cái cửa ô thoáng này. Đây các bạn xem, khá là rộng rãi, thoải mái. Phòng bếp này thì phía sau bếp đấy thì tôi có bắn một cái trái ra để mình phơi quần áo và vứt máy giặt ra ngoài này, mình rửa giấy. Mình là nông thôn thì mình nên bắn một cái trái như này ra để mình rửa giấy ngoài này cho nó tiện. Đây vẫn chưa hoàn thiện hết đây. Đấy. Trái ngoài này cũng rất là rộng nhé, chiều rộng ngang bằng chiều nhà, chiều rộng là 8m nhé, và chiều sâu không dưới là 4m, tức là chỗ cái trái này là 1 chiều 4m và 1 chiều 8m, rất rộng rãi thoải mái. Nông nghiệp chúng ta nên phải có như vậy.
kế của ngôi nhà này đây. Để các bạn xem. Cảm ơn các bạn nhé.